Lời đầu tiên thì năm thay mặt gia đình cảm ơn cô chú anh chị và bạn bè thân hữu gần xa đã đến thăm viếng cũng giống như là gửi lời chia sẻ sâu sắc với gia đình. Và trong cái tang gia bối rối thì có những điều gì sơ sót thì cô chú anh chị bạn bè cũng tình bỏ qua nha. Nam cũng chia sẻ thêm thì nội của Nam năm nay là 99 tuổi, thì đến cái tuổi này thì sức già cũng yếu và gia đình này cũng chăm sóc hết sức rồi, thì nội cũng đã về với ông bà. Ông nội qua đời vào 4:30 ngày 18 của tháng 1 2024 và nhằm ngày mùng 8 của tháng 12 2023, và lễ tang được tổ chức tại quê ở Bến Tre. Và cái thời gian mà để an táng ông nội vào ngày 20 là ngày hôm nay, và vào lúc 16:30 sẽ an táng tại khuôn viên mộ của gia đình. Nên là Nam cũng chia sẻ với cô chú anh chị và bạn bè, cảm ơn lần nữa thì cũng cảm ơn rất nhiều các quý anh chị bạn bè ở xa đã đến dành chút thời gian đến để chia buồn với gia đình. Thì trong lúc mà tang gia thì cũng có những cái sơ sót đó, thì mọi người cũng thông cảm bỏ qua nha. Thank you.
cha ơi, hôm nay chúng con đến trước ngài, ngược mong đường giác tâm đường tri, trước ngài tề chúng con bài đầu tề cái áo còn đồng trong tương giờ, hỏi ơi đây là nơi yêu nghĩa cứ tròn. Hỏi ơi thương con nhà bỏ sau đằng, nhưng vì số phận cha đặt tình ly, nỗi buồn giữa chồng nhất ngột ngang, tóc cha bạc màu đắng tan dưới thời gian, chúng con đã lớn lên trong tình thương của cha mẹ. Ơi cha chính ban chúng an, chúng con nhờ lớn mẹ ba năm ma phòng ập ma làm nhẹ của cha, mấy mươi năm cha sống mà cõi ta mà nay nghĩ lại cha hiện đâu còn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngang mà không thấy chạy Mỹ vô kia. Thì
Trong khi đi giáo trời thì ngồi bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại tài chứng minh Nam Mô Bạch Ban Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tịnh Giảm Tạo Sư A Di Đà Phật tại tài chứng minh đốt lên tâm hương trước Phật đài ngũ Phật dân tròn Đức Như Lai cầu xin danh đầu tinh từ giác hạnh phúc bình an đến cung lầu. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm Quý Mão, cư ngụ Hạnh Trương Gia, xã Thanh Hào, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, để cùng tham gia hiến quyến con niệm cháu Thảo, thành tâm tịnh Phật A Di Đà tiếp lễ cầu siêu, thọ trì kinh A Di, thọ trì kinh Hồng Danh Sám Hối, phát bảo tôn kinh tập tự công đức, hồi hương cầu siêu hương linh dương tấn lòng, sanh năm bán sử vượng thọ 90 tuổi. Từ trần ngày 1 tháng
Giới thượng định lên giữ quyền giải thoát, giải thoát trên cái cơ quan quanh dân đại biên thạch giới cúng dường tam bảo bất nguyện phương nam mô chân cái bồ tát nam mô cúng dường bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát ma pháp bất đại chứng minh. Đại từ đại bi mật chúng sanh đại hỷ đại xả thế hạn tới cửa đảo quan bình dị tự nhiên chúng sanh quý tâm quy mạng bồ chí tâm thanh lễ nam mô tam ngư công biểu pháp giới quan hệ vị lai tập phương chư phật tôn pháp thị tâm tăng thường trụ tam bảo chí tâm thanh lễ nam mô ta bà giáo chủ truyền đường phụng sư ca mâu ni phật long hoa giáo chủ di là tôn phật đại trí nhân thụ sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát tinh sơn ngoại tự phật bồ tát chí tâm thanh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Nam mô Đại Bi Nam mô Đại Bi
Hey.
Dạ dạ con biết rồi. Thank you.
thấy cái mâm máy ra giới thiệu anh uống này uống được ăn được uống được một cái điều đó mình lấy chuối uống nhiều gì mà đây uống ngon còn năm sáng nhiều ăn nhiều đừng uống cát không chết đây còn gì nữa đây là đa phần là không biết tôi mới biết thấy đâu còn thông độ còn đẹp trai còn quẩy được nói cho có cháu giờ cái gì thứ mét tôn kính và nói theo trước sự mất mát và đau buồn của gia đình, ban chấp hành hội người cao tuổi xã Tân Hào xin được chia sẻ và tin tưởng rằng gia đình sẽ sớm vượt qua những mất mát trước mắt. Đồng thời xin gửi đến tăng gia cùng tráng quý và chia buồn sâu sắc nhất. Vĩnh biệt của anh, chúng tôi thành kính dâng nén hương cầu chúc quan minh cụ sớm tiêu diêu miền cực lạc. Trên trần thế vô cùng thương tiếc, dưới xứ vàng an giấc nghìn thu. Đời người như một kiếp phù du, phi ngoảnh lại âm dương đôi ngả. Nhìn ả quan lệ rơi lạ chạ, hai loại này vẫy biệt người đi, xin vĩnh biệt. Okay.
Thank you.
mấy cái đỡ đỡ luôn rồi. Dạ nghe mấy tính được cái gì đó. Cái giờ còn không nữa. Thank you.
Ok. Rồi, được rồi con. Hello, 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 hello. Chị con nhảy cho rượu anh kia con mấy em nó ngồi. Cái khác này nè, sao qua rồi có sai vậy? Tại do nãy có bằng thấp. Còn các bạn muốn thì về, các bạn về khiêng cái bàn này ra thì các bạn ngồi gần với nhau. Ba, để rồi. Ba, các bạn này đổ các bạn.